cúp bóng đá Liên châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Trải qua rất nhiều những khó khăn thì những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã xuất hiện tại giải đấu bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Ấn Độ. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu ra quân của mình với một trong những thách thức lớn nhất của bảng đấu. Một trong những đội bóng hàng đầu khu vực, đội tuyển nữ của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu ngày hôm nay. Với thủ thành Kim Sung Min, các cái tên còn lại là Chu Hee Ju, Lim Sun Ju, Cho Soo Jun, Yeon Min Ji. Trong đó thì cái tên đáng chú ý nhất là đội trưởng mang áo số 10, Yi So Jun, cầu thủ đang thuộc biên chế của đội nữ Chelsea. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài chính Quyên Liang, người Trung Quốc. Và ngay sau đây sẽ là đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Với số 14 thủ môn Trần Thị Kim Thành, số 2 Lương Thị Thu Thường, số 3 Trương Thị Kiều, số 4 Trần Thị Thu, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 8 Trần Thị Thùy Trang, số 9 đội trưởng Huỳnh Như, số 12 Phạm Hải Yến, số 17 Trần Thị Phương Thảo, số 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã và số 22 Nguyễn Thị Mỹ Ảnh. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đó là huấn luyện viên kỳ cựu Mai Đức Chung. Và hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Các nữ tuyển thủ của chúng ta sẽ ra sân với bộ trang phục toàn trắng và sẽ ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị trong hiệp 1 của trận đấu này. Một huấn luyện viên kỳ cựu và dành những tâm huyết rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta may mắn thoát thua. Đó là lỗi việt vị rồi. Lỗi việt vị của cầu thủ bên phía Hàn Quốc, mà dù bóng đã đi vào lưới nhưng sẽ không có bàn thắng được công nhận dành cho các nữ tuyển thủ đến từ xứ sở kim chỉ. Tình huống thoát xuống là của số 11 Cho Yuri. Và các trọng tài đã xử lý chính xác với pha xử lý sau đó của số 23 Sun Hwa Yuan. Những thử thách đang chờ đợi chúng ta trong giấc mơ có lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường World Cup là như thế nào? Đường truyền sai của các cầu thủ Việt Nam. Tiếp tục là Cho Yuri. Bỏ bóng rất hay, cú đá rất khó chịu và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ nữ Hàn Quốc. Và người mở tỷ số cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi chính là đội trưởng của đội bóng này, Ji So Jun. Cú đá quá tốt của cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ nữ Chelsea. Người đã mắc lỗi trong tình huống này đó là Trần Thị Thu Thảo. Vẫn là các cầu thủ Hàn Quốc. Quả bóng rất nguy hiểm. Không được. Sức ép liên tục lên khung thành của thủ môn bên phía đội tuyển Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một ngày làm việc cực kỳ vất vả của Kim Thành. Pha can thiệp rất hay. Nhưng sóng gió thì vẫn chưa qua đi. Tạt bóng rất nguy hiểm và lưới của đội tuyển nữ Việt Nam đã bị rung lên lần thứ hai. Một tình huống đánh biên và đội tuyển nữ Hàn Quốc đã ngay lập tức có bàn thắng thứ hai. Chúng ta cùng xem lại pha dàn xếp của các cầu thủ Hàn Quốc. Như vậy đó là một tình huống đốt lưới nhà. Rất đáng tiếc cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Người chạm bóng sau cùng là số 17 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Quả treo bóng rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã có bàn thua thứ 3. Lại là dấu ấn đến từ đội trưởng Ji So-yun. Đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang tỏ ra hoàn toàn vượt trội trong những pha bóng bổng. Thêm một quả treo bóng khá nguy hiểm. Tình huống đổ người chính xác của thủ thành Kim Thành. Giang Seo Ji tính chính là người đã băng vào dứt điểm bóng hay. Chỉ có Philippines là đại diện có thể nói là có được niềm vui tại Đông Nam Á, những đại diện của Đông Nam Á với chiến thắng
tối thiểu 1-0 trong cuộc nội chiến Đông Nam Á. Lực là vừa đủ, cửa lòng không khó đối với Kim Thanh. Chúng ta vẫn đang duy trì được một sự tập trung. Quả treo của Trương Thị Kiều, không thể có pha tiếp bóng. Cú dứt điểm, pha đổ người tốt đến từ thủ thành Trần Thị Kim Thành. Rồi là nỗ lực dứt điểm của Lee Quyên Minh. Những đội bóng trong top 6 khá nguy hiểm, nhưng thủ thành Kim Thành đã kiểm soát được tình hình. Kim Thành cũng đã có những tình huống cứu thua ở trong hiệp đấu đầu tiên. Quả bóng rất nguy hiểm ở đáy biên, lại là tình huống cứu thua của Kim Thành. Pha bóng rất tập trung của thủ thành áo số 14 bên phía đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Ở một thế trận khó khăn thì những pha bóng cố định sẽ là cực kỳ quý giá, khá nguy hiểm. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung đã từng thực hiện những quả phạt góc thanh bàn và chúng ta hy vọng vào điều đó. Lần này thì là một quả đá không thể gây khó khăn dành cho Kim Dung Mi. Khi đột phá chưa mang đến nhiều sự đột biến, sút xa, bóng chạm ra ngang, may mắn đã đứng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đá rất tốt, và đó là tình huống ra chân của số 16 Giang Xiaoxi. Cả nghe rõ tiếng bóng chạm vào xà ngang. Tiếp tục là cơ hội dành cho cao thủ nữ Hàn Quốc Lee Quyên Minh, rất tập trung, và đó là pha bắt bóng chính xác một lần nữa đến từ thủ thành Trần Thị Kim Thành. Chọc khe bị bắt bài, vẫn là Trương Thị Kiều, thủ lĩnh thực sự ở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Phản công, cơ hội hơi sâu để Thanh Nhã có thể theo kịp đường chuyền vừa rồi. Tạt bóng không được, vẫn còn, rất nỗ lực, tuyệt vời. Đó là phản xạ tốt của thủ thành Kim Thành. Thủ môn 28 tuổi như một nửa sức mạnh của phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó phải khen ngợi cho pha xử lý của số 11 Treasury, một pha bóng thực sự quyết tâm của cầu thủ sinh năm 1994. Xoạc bóng bằng hai chân và sau đó tung ra một cú dứt điểm. Quả xoạc cực kỳ chính xác của Treasury có dấu hiệu tăng tốc trong những phút đã qua, khi mà trận đấu đang bước vào những quãng thời gian cuối. Rất nguy hiểm, không vào. Phản xạ vô cùng ấn tượng của Kim Thanh, và vẫn là Treasury với cảm xúc tiếc nuối. Lần này thì cơ hội còn rõ rệt hơn với cú đá cận thành ở cự ly chưa đến 2 mét đầu. Nguồn thể lực cũng đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Nguy hiểm, bóng lại chạm cột dọc. Kim Thanh đã xuất sắc thì chúng ta lại có may mắn đồng hành cùng. Hai lần bóng khắc tạc lên cột dọc và xá ngang khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là một pha bóng rất khó chịu để cú đánh đầu lái bóng của số 23 bên phía đội tuyển nữ Hàn Quốc. Đánh đầu quá khó. Lúc này thì huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ bố trí một mình Thanh Nhã thôi ở vị trí tấn công. Và như vậy là chúng ta đã phải nhận một quả phạt đền. Trọng tài cho rằng đã có một tình huống để bóng chạm tay, đang là phản ứng đến từ Trương Thị Kiều. Nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Rất đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam khi mà chúng ta đang liên tục có những pha bóng phòng ngự rất chính xác. Bản lĩnh của Yi Seo-jun đã được thể hiện và cô lập cú đúp ở trong trận đấu này. Cú đá hoàn toàn đánh bại được người gác đền của đội tuyển nữ Việt Nam. Tỷ số là 3-0 dành cho đội bóng xứ sở kim chi. Rất nguy hiểm, không vào. Lại là cú đấm bóng của Kim Thành.
Kim Thành vẫn duy trì được một sự tập trung tốt và tiếp tục có một tình huống đẩy bóng cứu thua. Và như vậy là tiếng còi khép lại trận đấu ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 đã khép lại. Không thể có bất ngờ nào xảy ra khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận thất bại với tỷ số 0-3. Nhưng đây là một màn trình diễn cho thấy tinh thần Việt Nam, sự quyết tâm của các nữ cầu thủ khi họ đã phải vượt qua nghịch cảnh từ dịch bệnh, từ những sự khó khăn về chuẩn bị trước một trong những đối thủ hàng đầu của châu lục. Ba bàn là một kết quả chấp nhận được, một hiệu số để cho chúng ta có thể hy vọng vào vị trí thứ ba có thành tích tốt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.